Bên ngoài cửa sổ, cả nhà ông vàng mãi mê xây tổ khi hè vừa sang. Ôi, gia đình ông vàng thật chăm chỉ. Chị ơi, ra xem, từng chùm hoa bưởi vừa nở trong đêm, thơm chào ngày mới. Chị ơi, hoa bưởi thơm quá. Bắt từ sườn núi, một chiếc cầu vồng ở cuối chân trời. Anh ơi, thấy không? Anh ơi, cầu vồng kìa. Con tô màu hồng, bức tranh sáng nay, ở trên cánh đồng, đàn cò trắng bay. Mẹ ơi, con tô bức tranh màu hồng nhé. Bố ơi, con thấy đàn cá đớp mồi, nhìn thật là hay, nó quẩy đuôi bơi. Chúng đang tìm mồi đấy, con ạ. Bà đang mỉm cười, ngắm hàng câu sai, những lá trầu tươi, chờ tay bé hái. Hãy xuống đây nào, lá trầu không ơi. Trăng tròn sáng mãi, trên bầu trời đêm, ông cười khoan khoái, cùng cháu ngắm nhìn. Ông ơi, trăng sáng quá ạ. À. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của mình, và các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh Nhà Tôm Tích TV nha các bạn.